Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nay cho ăn tết tây. Đây các bạn, đây là cái xương sống của bò ha. Có canxi nè, có chất đạm ở trong này nữa nè. Phải nói là rất là háo hức nhưng mà rất là ngoan, không có nhào ra mà này nọ các thứ nha. Rồi thưởng. Ăn vô. Bên quanh kia, góc bên kia. À, có bạn kia nằm đây. Rồi rồi. Mà cái lòng nó anh nuôi tốt quá anh. Rồi vô nó mịn. Nhưng mà size này là dễ cưng nhất. Size này rồi đầu size kết nối, mến tay mến chân á, là sau này sẽ là một người bạn trung thành đó. Vô đây có quà nha. Vô chuồng ăn thịt. Nay cho ăn tết tây. Vô tết tây hả? Cho ăn tết tây. Hello, mình là Nam Ngô, chuẩn bị mấy phần quà cho mấy bạn cuốn con ăn tết tây liên quan nha. Này là xương trâu á anh. Xương bò. Ở đây là ngay có chắc có mấy cái lò bò, chắc kiếm mấy này đã cho các bé ăn. Đúng rồi, cho nó gặm cho nó. Đây các bạn, đây là cái xương sống của bò ha. Thì để cho các bé nó gặm sẽ nó. Gặm, nó sẽ gọi là cái gì ta? Cho nó có canxi. Đỡ ngứa răng nè, có canxi nè, có chất đạm ở trong này nữa nè. Đâu để khi một bạn nó vô đâu thưởng nha. Nặng ngoan ghê á. Nặng quá rồi. Nặng quá. Nè ngoan ghê chưa các bạn? Trên tay mình đang cầm thịt nha. Trên tay mình đang cầm thịt. Trong kia thì những gương mặt rồi đó là rất là háo hức nhưng mà rất là ngoan, không có nhào ra mà này nọ các thứ nha. Rồi thưởng. Bằng vô. Đó. Bằng quanh kia, góc bên kia. À, có bạn kia nằm đây. Rồi rồi. Lâu yên nữa đi. Sướng chưa? Ăn buffet á. Này ăn tự chọn. Cái bé kia em thấy nó hơi hiền nằm góc á anh. Tại cái chân nó bị đau á. À, chân bị đau, hàng chi. Chân nó bị đau. Bữa rớt tấm dán lên trúng cái chân rồi đào. Đây. Nhìn các bé enjoy quá. Nè, bị cái ngón này, bị ngón chân. Dạ. Quậy quá, rớt miếng dán luôn. Nhìn cả đàn của nó quay quần, nó ăn rồi, nó giỡn thấy cưng quá anh ha. Trời, con này đóng cửa mở cửa ra được. Rồi khôn quá vậy. Tự mở cửa luôn á con. Đâu vô lại coi. Vô lại tự đóng cửa, tự mở cửa coi. Đi vô đi con. Ở đây. Vô. Để cửa vậy mà sao tự mở ra được không? Các bé nó ở cái tháng này chắc là bắt đầu sức khỏe cũng tốt rồi anh ha, ổn định ha. Tuổi này là bên nó được 85 ngày rồi, anh chích ngừa 2 mũi rồi. Dạ. Chỉ cần 3 tháng hoặc là gần 3 tháng tiêm cho nó mũi 3 nữa là ok hết rồi. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Cái nhu cầu tương tác của cái dòng chó này nó nhiều không anh? Nó cần cao không anh? Ví dụ như mình ít chơi, mình ít thời gian chơi quá bé đó, thì mình có thể chăm sóc được không? Được chứ. Dạ. Nó thì nhưng mà nó cũng phải có một cái không gian để cho nó chạy giỡn. Dạ. Nó cần chạy nhảy trong này. Giống như mình nhốt nó nhiều quá hoặc là không có cho nó ra vận động, nó sẽ... Cái bộ chân nó chắc cũng yếu. Rồi nó béo, nó ăn, nó nằm riết thì nó mập. Dạ. Với mình mà chó mà mình ít có chơi nó nhiều quá chắc nó cũng bị stress. Đúng rồi. Dạ. Nó cũng hung dữ hơn. Đó, con này là dữ nhất các bạn vậy á. Ai mà là giành giật của nó hơn. Ồ, anh này hình như có cái anh kia, cái chân bên kia anh có cái móng đeo. Cái móng nào nó chỉ ra ngoài. Đó, dữ á. Dành ăn á. Ót liền. lãng đi. Tội nghiệp quá. Tại mình nhỏ mà. Cái răng nó khỏe không anh? Khỏe, răng hàm nó rất là khỏe, ăn rất là tốt. Dạ. Nó cạp chắc cũng còn cái giống xương như cái cùi lẳng không? Nó cạp hết mấy rìa còn cái cùi lẳng không á?
Thôi vậy chứ, để vậy chứ đây tới chiều coi chút nữa còn cái xương trắng. Dạ. Nhưng mà nó cào cái này rất là tốt. Dạ đúng rồi. Ví dụ như có từ chỗ mình á, thì khi mà về nhà mới của các bé thì có cần phải lưu ý cái điều gì không anh? Để cho bé nó mau chóng thích nghi đồ này nọ. Trước khi mà mỗi bé về nhà mới là anh đều dặn chủ mới hết. Anh dạ. Phải tư vấn cho chủ mới như nào nào anh tư vấn hết luôn. Dạ. Ừ, nó về môi trường lạ thì mình họ khoan tắm rửa, khoan cho nó ăn đồ lạ này nọ, rồi cho nó tập dần quen dần đi đã. Dạ. Nhiều khi anh đang nuôi cái chế độ đây nó tốt như vậy thì người khác người ta không hiểu, người ta không biết, người ta cho ăn đồ nhiều cái đồ lạ quá cho nên dễ ra gây ra tiêu chảy hoặc là bệnh. Dạ. Sợ nhất tiêu chảy. Đúng rồi, xuống nhanh. Tiêu chảy mau lắm. Ôi, hùng quá. Mai là cái chân bị phải không ta? Phải con đó là con chân. Chân bị suy bị sưng mà nó sung hung. Anh đại á. Nó là đại ca mà nó dành nó ăn hết luôn mình nó. Cho tao bay hai cột coi á. Đó. Rồi tao nói không được mấy con này nằm ngoài hết luôn. Trong bầy chắc ảnh cũng là đầu đàn, anh cũng đầu đàn. Đầu đàn là cái con khác. Đầu đàn là đúng nhưng mà cái con đẻ trước là con nâu. Còn mà đầu đàn tính đầu đàn là ảnh là đại ca ảnh dữ nhất. Ê, đây, mày cho anh ta ăn với. Mày ăn hết á. Các bạn thấy cái đặc tính của con chó khi nó đang ăn thì mặc dù là thân quen như thế nào thì cũng không nên thọc tay vô mà lấy mà điều chỉnh ha bạn. Nó cắn luôn. Các bạn háo ăn á. Lấy tay mình khiều ra. Vô tình thôi, nó cũng là ham ăn, nó vô tình. Dạ đúng rồi, nó vô tình á. Chứ không phải là nó chủ định. Nói chung mình tương tác thì mình phải hiểu tính nết, hiểu con này con kia để mà. Đó. Rồi. Gặp con cái nữa đi. Rồi, đó như vậy đó. Anh em nào thì có nhu cầu giống tốt hoặc là chất lượng thì cứ liên hệ tới Nam Ngô để giới thiệu qua Trạng Nguyễn Phong nha. Chắc chắn là các bạn coi này clip này là mê sẽ hỏi thăm chạy đâu. Rủ mình đi theo luôn, mình đi xuống đây mình ngắm chó thêm lần nữa. Sẵn đây anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là ví dụ như người ta muốn chọn một cái con chó đẹp thì nhìn trên những cái tiêu chí nào? Nếu mà chọn một con chó đẹp, nhà mình nhìn anh quay, thường là anh quay clip anh đăng lên thôi, nhưng mà nhìn nó vậy đi, nhưng mà thực tế là anh là người nuôi, anh không biết được con chó nào nó đẹp, nó chuẩn hơn. Dạ. Thì những anh em nào cần thì anh sẽ tư vấn cho hoặc là anh lựa chọn cho. Dạ. Như con đó thì lúc đầu thì định để lại nuôi để sau này đi show đồ chơi. Dạ. Rồi con đó đang đâu? Anh chỉ đăng anh chỉ đăng một hai clip rồi để dành đi show rồi chơi xong khách thấy thì lựa chọn qua luôn, rồi một hai lấy con đó. Lúc đầu đặt cái thằng nhỏ kia kìa. Mà thường thường vậy anh ơi, cái mình muốn để lại nhưng mà khách cũng biết chơi mà, chứ đâu phải không biết chơi. Nên ra mình muốn để lại nhưng mà khó để lại đó. Mùi nâu này chết nhát không dám vô ăn luôn. Trong cái đàn chó thì nó cũng có phân cấp cả các bạn, có con nào là đầu đàn đó, mà như cái tính trật tự của nó cũng rất là cao đúng không anh? Đúng rồi, con nào đầu đàn rồi là mấy con kia là phải xếp re hết. Đúng rồi, thì con này nè sợ không dám vô luôn, là ngồi mặt buồn hiu luôn. Nhìn mặt chán đời không. Mét hả? Lại mét. Ăn đi con, vô ăn đi, nó ăn được con ăn đi. Ok các bạn, đấy là những cái bạn chó được hồi nãy nó 85 ngày tuổi anh. Đúng rồi. 85, còn mấy bạn bên này là bao nhiêu ngày tuổi? Bên này à? Được 40 ngày. 40 ngày. À đây. Ôm cục xương ngủ luôn. Come on. Ở đây con. Ngoan chưa? Trời sao mà cưng dữ. Sao mà cưng dữ. Để anh cho nó uống miếng sữa ha. Đây là một hoàng tử ha. Đuôi đã được xử lý rồi. Tai này thì chưa tới ngày. Chưa tới ngày thử, chắc 10 ngày, cả 10 ngày. Rồi nó 55 ngày đúng rồi, 55 ngày. Màu lớn lắm. Màu lớn. Đẹp chưa? Con kia, con kia.
Đây con. Đây. Thử cái nè. Giống cha nó hết luôn, bự. Khung bự. Đây, bạn nào lấy tụi nó ăn hết hả con, không cho con ăn hả con? Đây. Được rồi, tao lấy cái cục này tao quăng qua cho tụi bay ăn cục nữa. Đây là một bạn nâu. Nâu cái. Nâu cái. Đẹp quá. Chân cắn á. Nâu nó khung rộng rất là tốt. À. Cho tụi bay cái này tụi bay chê hả? Chê tao không cho tụi bay ăn nữa, tao lấy qua cho. Còn nhỏ đâm ra là còn hơi rụt rè nhút nhát ha. Chưa tiếp xúc với cuộc sống nhiều lắm. Vậy chứ thả ra chạy dữ lắm mà. Dạ. Mà cái lông nó anh nuôi tốt quá anh. Rồi vô nó mịn. Nó mịn nhưng mà y như nhung luôn á. Bình thường anh em nói vậy, ủa sao anh nuôi bằng cách gì mà sao lông nó đẹp quá vậy? Dạ. Yeah. Đâu nói biết đâu, cho nó ăn thịt, ăn cơm rồi thôi chứ sao giờ. Nó mịn là ấn tượng luôn các bạn. Ngoan chứ. Nó là tuổi này chưa tắm được đó, phải tắm yeah. nó sạch lắm. Dạ. Yeah. Anh chưa tắm, tắm rồi vẫn được nhưng mà anh ngại tắm. Ồ, mắt nó đẹp quá. Mắt màu xám luôn. Ồ, cái màu lông nâu với cái màu mắt nó có liên hệ với nhau không anh? Không. Hay nè. Là nó cũng gọi là tự nhiên nó tự ra nhiên. Sao là vậy thôi. Ừ, nó tự nhiên. Cái dụng mẹ. Hoặc là cái con này nó có một cái gen màu nâu, không được đen này nè. Yeah. Ông bà, cha mẹ ngày xưa, ngày yeah. trước á, là cũng có nâu, cho nên cái gen di truyền nó nâu. Có yeah. đen nhưng vẫn ra nâu bình thường. À. Nó di truyền lại. Thì thường thường nó di truyền nó giống ông bà. Ừ. Yeah. Cỡ là baby này thì những cái vấn đề gì mà dễ gặp nhất anh? Nó là thường là cái trở ngại nhất là cái bệnh của nó là bavo và care. À bavo á, nó mà mệt mỏi và care rồi này, mấy cái đó là mệt đó. Rất là mệt, cho nên mình nuôi phải có môi trường nuôi của nó lúc nào cũng phải sạch sẽ. Yeah. Hàng tuần phải phun khử trùng chuồng trại. Yeah. Anh là liên tục ngày nào tuần nào anh cũng làm. Rồi nó là phải sạch sẽ, luôn sạch sẽ, ăn uống phải sạch sẽ. Dạ. Yeah. Chịu nóng tốt mà. Nó là không chịu nóng nổi đâu. Không chịu nóng nổi. Nóng quá chịu nổi. Cho nên anh phải làm ở đây là lá ở trên là tôn. Ê, yeah. chạy đâu hả? Phá. Nãy các bạn cái trại của anh Phong là ở Gò Dầu Tây Ninh ha. Thì Tây Ninh các bạn nổi biết là nổi tiếng là khá là nóng rồi. Cho nên là ở trên này là mái tôn. Dạ em cảm ơn anh. Trên này là tôn chống mưa, còn dưới này một cái lớp lá để mà cách nhiệt đó, cho nên là khá là mát. Còn cái đèn, mấy cái đèn này là mình để sưởi cho bé nó chắc xương ha. Cái đèn này là sưởi khi mà nó còn nhỏ khoảng như thế này thì tối khuya mình phải mở đèn sưởi cho nó. Dạ. Còn như tụi nó lớn vậy hết rồi anh không mở nữa. Dạ. Thì khi trời mà lạnh quá cũng vẫn mở, nhưng mà trời lúc này nóng quá anh không mở. Dạ. Nữa thì cái đèn này như cũng là tia UV. Đúng mà. Đúng rồi, thì nó cũng giúp cho xương khớp rồi nó phát triển. Cực, coi như là được một bữa tiệc lẩu xí quách luôn ha. Chú Nam lên rồi ăn nhiều quá. Có bữa tiệc xí quách luôn. Nằm thương không? Sao con không ăn nữa hả? No rồi hả? Hay là ông lại tụi nó? Đây các bạn, cỡ size này là dễ cưng nhất nè. Size này lý lắc nhất nè. Không, lớn cỡ kia lý lắc hơn. Đó, nhưng mà size này là dễ cưng nhất. Size này đó đầu size kết nối. Nếu mà các bạn chơi với nó, giỡn hớp với nó này nọ, mến tay mến chân á, là sau này sẽ là một người bạn trung thành á. Đúng rồi. Nuôi chó là cũng phải có một cái tâm để nuôi. Nếu mà mình đối xử tốt với nó, mình chơi thân thiện với nó, sau này nó cũng nghe lời, nó cũng ăn lắm. Dạ đúng rồi. Còn nuôi mà đánh đập nó nhiều quá thì nó cũng không có thân thiện với mình đâu. Dạ. Thì tính cách đặc biệt của con chó nó là vậy mà. Sao muốn đi ra đây chơi hả? Đây là một bạn nữ nữa. Dễ cưng. Anh có gặp coi cái màu trắng với cái màu nãy anh nói là có màu trắng. Xám. Xám nữa. Có. Anh gặp ngoài đời vậy ta? Anh thì thấy rồi nhưng mà anh không có thích nuôi cái màu đó. À. Người ta thì không biết có thích không nhưng mà anh lại không thích màu đó.
Em nghe màu xám xám em hình dung trong đầu thấy cũng đẹp quá mà không biết không biết thật sự có đẹp. Cái về mặt gọi là tướng tá nó có bị thua thiệt cái hai cái màu này không anh? Nó cũng giống như vậy. Giống nhưng như mà màu thì đối với theo từng người anh thì ấn tượng những cái màu này thôi. Dạ, màu này thì nó lực rồi. Cái màu đen cái màu nâu này nhìn nó lực. Về Bình Dương không? Em ở Bình Dương hả? Dạ. Chị Bình Dương. Chị Dương hỏi anh là có ở có trại nào Bình Dương? Bình Dương anh nói chắc không có. Dạ. Yeah. Tây Ninh thì cũng gần, chạy qua cũng gần. À, để cái chén nước trên cao vậy bé biết đứng lên uống rồi. Cũng cái thời gian đầu có cần tập không anh? Không, nó tự giác vậy đó. Dạ. Yeah. Khi nào nó từ 40 mấy ngày nó uống nước được, nó tự bò lên nó uống. Dạ. Còn bình thường thì nó không có uống nước, còn nhỏ quá đâu. Mình cứ để thao trong đó nó cũng... Giờ anh để thao trong đó thì tụi nó khóa đổ hết. Dạ. Đầu quậy. Dạ đó. Thần đầu uống vậy. Các bạn thấy là cái cách nuôi chó là làm hai sàn ha. Cái sàn ở trên là có thể là sàn lưới. Để bé nó có đi tiểu gì á, là nó rớt xuống cái sàn ở dưới. Dễ dọn dẹp vệ sinh. Chứ còn... nuôi mà một sàn rồi nó ị nó tiểu rồi nó nằm chi đúng lên rồi, thì vừa dơ mà dễ ướt. Ghẻ rồi nữa anh ha, nó ẩm ướt lông nó sẽ bị nấm. Dạ. Trời ơi cưng bé nào em ghê luôn à. Giờ sau này rước về luôn nha. Rước về nha, nhà em như cái sở thú ở dưới. Nuôi tùm lum con mà anh em còn mến rồi. Tặng giao lưu em nuôi như cái sở thú ở dưới. Cái này chó mà còn nhỏ nó chưa có tiêm ngừa đầy đủ thì ngại con cái là tiếp xúc với người lạ nhiều không tốt. Dạ. Tại vì người lạ sẽ mang tới những mầm bệnh. Dạ đúng rồi. Nên chia sẻ những cái kinh nghiệm mình biết để cho anh em nuôi. Dạ. Có đạt hiệu quả hơn. Dạ. Cưng lắm nha các bạn. Bài này cũng coi như cọc gần hết rồi, còn có hai bé thôi. À, còn được hai bé cái à. Đực thì còn con đực à, còn hai cái một đực, còn nhiêu là đã có gọi là cái gì ta. Đã có gia chủ hết rồi, có danh phận hết rồi cưng. Và chờ tới lớn lớn cỡ này là ở đầu xích. Đúng rồi, đem nó về nó nhà mới hai tháng rưỡi. Nè mà anh này lanh nè, anh này lanh nó trời nè. Anh này lớn nhất. Trời nguyên đám này mà có chỗ cho nó chạy nó bậy lên nó. Cái đầu bự. Dạ đầu bự ha. Đó. Yeah. Đó. Tụi nó ở như vậy thì hơi hẹp á. Dạ. Nên nó phải ở chuồng giống như vậy nó thoải mái được. Dạ. Thì vài bữa mấy anh kia đi anh này được sang qua. Anh thì ở đây nuôi đất nó cũng hơi hẹp nên anh phải tìm một cái chỗ nào nó rộng hơn để cho anh làm cái trại lớn hơn chút. Dạ. Quá ok luôn anh. Tại vì cái dòng chó này em thấy là nó đẹp đến ấn tượng mà nhiều người thích. Có điều trong miền Nam mình thì trước nay là chưa có nuôi nhiều cái dòng chó này. Đúng rồi. Dạ. Thì anh mà mở rộng ra được em nghĩ là ok lắm. Nó là phải có cái sân rộng cho nó chạy nhảy chứ không nhỏ nhỏ nó ở không chịu nổi, nó chạy dữ lắm. Không mà nếu mà anh có thời gian, tại anh không có thời gian, nó có nhiều khi là công việc nó lu bu quá các bạn. Chứ anh có thời gian mà anh cho đi những cái dog show, anh sẽ giới thiệu cái dòng chó này đến nhiều người đúng biết rồi, hơn nữa rồi, là rồi. Sẽ nhiều người có hứng thú tiếp cận hơn nữa. Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Như Duy Quang là cũng có đi show nhiều, anh em cũng biết nhiều. Dạ. Dễ cưng. Vuốt hoài không có muốn ngưng luôn các bạn. Lông anh công nhận anh Phong nuôi lông mấy bạn này phải nói là quá đẹp luôn. Bóng ha, nhìn bóng mượt luôn á. Con này cũng đạt giải vô địch trời cấp đạt luôn rồi. Dạ. Cham rồi. Champion luôn á. Kỳ đen này có vẻ chứ dữ lắm. Nhưng mà mặt nó ngầu quá trời, lạnh lùng á. Mới vô làm đùng đùng không? Từ hết. Đầm lại. Thiện. Dễ cưng. Ok các bạn, hôm nay đã thỏa được một cái ước mơ rồi. Có nghĩa là mình cũng mình nhìn nó qua mạng, qua này qua nọ thì mình nói chó này đẹp quá, nhìn nó ngầu quá, nhìn nó năng động quá.
Thì mình nói là bây giờ để đi kiếm có anh em nào mà chuyên cái dòng này, mình sẽ tìm hiểu cũng như là sẽ chia sẻ tới các bạn. Thì hôm nay đã làm được điều đó rồi. Đi từ Bình Dương chạy qua Tây Ninh, nói chung là sát bên hai tỉnh láng giềng nhau, chạy qua thì giao lưu được với anh Phong, nghe anh Long Phong chia sẻ về những cái đặc điểm về cái dòng chó này thì mình rất là thích luôn. Và được tận tay sờ những cái cặp bố mẹ rất là đẹp, và những cái bầy con của bé nó cũng phải nói là di truyền được xuất sắc luôn, giống bố anh ha. Ừ, nhìn giống bố. Giống bố nhiều. Nhìn nó Phong dáng đầu con nó giống bố nó không. Yeah. Thì khi mà trong vấn đề mà gọi là sinh sản lai tạo chó rồi thì anh ưu tiên là bố hay mẹ anh? Anh thì thường thường là anh thấy bố nhiều hơn, tại bố vì nhiều. Anh nên thích bố nhiều hơn. Dạ. Mẹ thì nói chung là mẹ tốt, đẻ con đẹp thì hai con ra tuyệt vời. Dạ. Em thấy ví dụ như lai tạo thường thường nhìn bên ngoài á thì là sẽ giống con bố nhiều hơn. Đúng rồi. Giống bố nhiều hơn. Nhưng mà con mẹ đẹp thì nó sẽ có những cái tố chất cái nó làm cho nó xuất sắc lên. Đúng, nữa. Đúng rồi. Dạ. Còn cái khung bên ngoài thì thường thường là giống con bố. Đây là cha mẹ ha. Cha mẹ đó. Cha mẹ. Còn cái bầy này là của cặp cha mẹ nào anh? À, con này thì của con cha này với con mẹ này. À. Đây các bạn, đây là cái bầy nhỏ này á, cái bầy nhỏ hơn là đây là cha. Kiren. Ừ. Mẹ là Lu ha. Lu. À, còn cái bầy mà có cắt tay rồi á là cha Oscar. Kiren, mẹ Oscar. Đúng rồi. À. Quá ok. Như Kiren này có bán tin không anh? Không. Hay là phục vụ cho chạy mình thôi. Đúng rồi. Nếu mà anh em nào đem cái tới đây phối cho chứ bán tin anh không cho. Anh à. Không ý bán tin là phối gọi là phối dịch vụ á. Anh biết rồi. Yeah. Nhưng mà không, anh cũng không làm, anh cũng không cho đi xa vậy đó. Yeah. Ví dụ ai đem cái tới đây thì anh cho phối. À thì đem tới đây chứ. Ừ. Yeah. Còn mà lấy tin đi phó nhân tạo rồi thôi khỏi anh mất công không. Quá ok, dễ thương. Ok các bạn, thì chia sẻ với các bạn về cái dòng chó Doberman này, cái dòng chó gọi là chó nghiệp vụ, có rất là nhiều kỹ năng ha, bảo vệ nè, chó săn nè, rồi nói chung là bảo vệ yếu nhân đồ anh ha. Yeah. Rồi gì trong sân bay đồ là chó sục, chó đánh hơi mùi ma túy ma đồ này nọ các thứ đó, thì rất là rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Mình bắt đầu yêu cái kể cả cái kiểu hình và cái tính cách của bé luôn. Thì hy vọng là những cái phút giây chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho các bạn hiểu thêm về cái dòng chó Doberman này. Thì ai mà có hứng thú thì có thể kết nối với anh Phong ha, hoặc là nhắn tin cho mình sẽ đưa số điện thoại của anh Phong. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Thank you anh rất là nhiều cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chào mọi người. Dạ.